Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến trúc HCG. Thì thật là vui, tuyệt vời khi hôm nay Cường tiếp tục ngồi chia sẻ cho quý vị và các bạn về những công trình bên công ty Cường là tư vấn thiết kế thi công. Thì hôm nay Cường xin phép được chia sẻ cho quý vị và các bạn về một cái nội thất chung cư với lại tổng diện tích là 60m² thông thủy và với hai phòng ngủ ạ. Thì trong cái video này thì Cường cũng chia sẻ cho quý vị về cái nội thất, cũng như là Cường sẽ chia sẻ cho quý vị về các bạn về những cái chú ý trong quá trình mà chúng ta thiết kế chung cư và chúng ta mà mua chung cư ạ. Và những chú ý về vật tư, vật liệu, phong thủy trong quá trình mà thiết kế chung cư ạ. Thì Cường xin mời quý vị các bạn hãy cùng Cường mà theo dõi cái video này. Thì trước khi mà đi vào video thì bạn nào mà chưa đăng ký kênh của Cường thì các bạn hãy nhấn nút đăng ký ạ. Các bạn hãy nhấn vào chuông để mỗi khi mà Cường xuất bản video, quý vị và các bạn sẽ là những người nhận được nhanh nhất ạ. Và các bạn hãy cùng Cường theo dõi video. Phần cuối của video thì Cường có những cái chương trình đó, cũng như có những phần quà để tặng cho quý vị và các bạn ạ. Đó, thì bây giờ thì Cường xin phép là Cường xin giới thiệu cho quý vị và các bạn về công trình này. Trước hết thì Cường xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Cường xem phần tổng quan công trình. Đây là phần tổng quan của công trình ạ. Đây. Các bạn có thể thấy phần tổng quan của công trình thì công trình gồm có 60m² ạ, thông thủy đúng không ạ? Và có hai phòng ngủ, mỗi phòng ngủ là 10m², và một phòng ngủ có vệ sinh riêng đó, và một phòng ngủ phải vệ sinh chung ạ. Đó, và khu vực phòng khách và khu vực phòng bếp thì là tổng diện tích bằng 25m² ạ. Đối với lại cái phòng khách và bếp mà nhỏ như vậy thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Cường đi vào trong cái không gian để chúng ta sẽ cùng xem mà cách mà Cường bố trí không gian ra sao mà để làm cho một cái ngôi nhà với cái phòng với diện tích 25m² mà có thể rộng rãi và thoáng mát như cái căn phòng này ạ. Đây ạ, Cường xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Cường xem. Cường xin mời quý vị và các bạn xem, đây là khu vực phòng khách của một cái chung cư ạ. Và đây là khu vực phòng bếp mà Cường đã tư vấn cho anh chị là đặt ở khu vực phòng bếp đây ạ. Thì khi mà quý vị các bạn quan sát thì quý vị các bạn có thể thấy ạ, trước khi vào đây là cái cửa sảnh chính của căn chung cư này đúng không ạ. Thì khi mà mình bước chân vào thì mình sẽ nhìn thấy đó chính là đây là khu vực bộ sofa đấy. Cường treo những bức tranh rất đẹp đúng không ạ. Tiếp theo khi mà bước chân vào thì quý vị các bạn sẽ nhìn thấy một cái kệ trang trí, đây là một cái kệ trang trí nhé. Và có một chiếc đàn piano rất là đẹp. Tại sao Cường lại làm cái kệ trang trí ở đây? Thì Cường xin phép là Cường giới thiệu cho quý vị các bạn. Đối với lại trong phong thủy thì cái mà nhìn trực diện vào phòng bếp thì là điều không tốt, mà chúng ta cần phải tránh. Đối với người Việt chúng ta thì gọi là tránh lộ táo đấy. Thì Cường đã bố trí một cái khu vực, cái khung trang trí này vừa là để những cái vật dụng mà trang trí cho căn nhà của quý vị và các bạn, cũng như là để những cái kỷ vật đó. Và hai, đây ạ, quý vị các bạn có thể quan sát kỹ hơn ạ. Đó, đây, đặt những chai rượu, những đồ kỷ vật rất đẹp đúng không ạ. Đó, thì cái khoảng không này khi mà đi vào thì Cường đã tính toán toàn bộ là theo thước lỗ ban và phong thủy ạ. Toàn bộ là theo thước lỗ ban và phong thủy nên là các con số nó đều được chuẩn 3 ô đỏ lượt luôn đúng không ạ. Tiếp theo, Cường xin mời quý vị và các bạn, đây là khu vực phòng bếp ạ. Đấy. Trong các video trước thì Cường đã có hướng dẫn quý vị và các bạn về cách tính toán cũng như những lưu ý trong quá trình mà thiết kế phòng bếp ạ. Chúng ta tức là khi mà Cường mà thiết kế một cái căn phòng cho quý vị và các bạn thì Cường sẽ đến đo đạc và Cường cũng đo luôn phong thủy, cũng như là tính toán phong thủy làm sao cho nó tọa đúng chỗ và hướng đúng hướng tốt đúng không ạ. Đây ạ. Đây là công năng của bếp ạ. Đây là cái tấm kính cường lực đấy ạ. Thì đối với người Việt chúng ta thì thường thường là hay sử dụng dầu mỡ nên là bụi bẩn của mỡ nó ra rất là nhiều. Đấy, thì Cường đã bố trí tấm kính ở đây để chúng ta dễ lau chùi, để các bạn có thể là áp dụng cho những công trình của mình đúng không ạ. Đấy, để tránh ảnh hưởng ra phần gỗ thì Cường đã bố trí cái tấm kính này ra hẳn bên ngoài này, một giải pháp rất hay của quý vị và các bạn. Cường xin mời quý vị và các bạn hãy xem tiếp. Đây ạ, tiếp cái phần bên này. Đây là khu vực rửa bát và tủ lạnh đó. Rồi, Cường xin mời quý vị và các bạn hãy vào xem phòng ngủ của con cũng như là phòng ngủ của bố mẹ để chúng ta sẽ cùng nhau có những cái trải nghiệm hay đúng không ạ.
Hiện nay thì đối với cái chung cư với lại cái tổng diện tích là 60 m² mà 2 phòng ngủ ấy, thì thường thường các phòng ngủ thì đều 9 m² đến 10 m². Thế nên là cái không gian mà bố trí một cái phòng ngủ làm sao cho nó vừa rộng vừa thoáng cũng như là đầy đủ các tiện nghi cho bé thì là một điều mà cực kỳ quan trọng, mà là một điều mà rất được các bố mẹ quan tâm, phải không ạ? Thì ngày nay chúng ta có những cái phương án đó chính là giường tầng. Thì giường tầng thì thứ nhất là nó sẽ tiết kiệm được cái khoảng không, thứ hai là có thể là được cho hai con, đúng không ạ? Cường đã bố trí và thiết kế một cái giường tầng vào đây ạ. Giường tầng này vào đây. Dưới thì rộng 1m2, còn trên thì Cường làm bé lại là 910. Đây là một cái tủ quần áo. Toàn bộ là Cường thiết kế được tính toán làm sao cho nó phù hợp với lại chiều cao của bé cũng như là cái nhân chắc học của cơ thể của mỗi bé, đúng không ạ? Và ngôn ngữ thiết kế cái phòng ngủ này, quý vị và các bạn có thể thấy không ạ? Đó là những cái bông hoa, đấy là những bông hoa. Đây là những cái bông hoa cúc ạ. Đấy, những ngôi nhà làm cho bé rất thích và có những cái ngăn để đồ, đấy. Những ngăn để đồ chơi. Đây, những ngăn để đồ chơi, những ngăn để quần áo cho bé, tức là chúng ta sẽ làm và thiết kế toàn bộ là đồ may đo nên là nó sẽ không thiếu một cái công năng và không thiếu một cái chức năng gì, toàn bộ là đều được Cường sẽ đưa vào mà nghiên cứu làm sao cho nó chuẩn với bé nhất, phải không ạ? Đấy. Và trong các video thì Cường cũng đã có lưu ý cho quý vị và các bạn, đó chính là nếu mà nhà chúng ta có con nhỏ thì những cái góc nhọn trong cái ngôi nhà thì Cường khuyên các bạn là nên bo lại. Thì thứ nhất là nó sẽ không ảnh hưởng đến bé, vì bé là hay nô đùa nên là sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Ngày xưa thì Cường cũng bị sứt một ít trán, nhưng mà bây giờ thì nó lành rồi, đúng không ạ? Vì cũng nô đùa và hay nghịch. Tiếp theo thì Cường xin mời quý vị và các bạn hãy xem cái phòng ngủ của bố mẹ. Đây là Cường thiết kế nên là toàn bộ công trình là đồ may đo. Đấy, thì Cường chưa cho vật tư, chưa cho những cái đồ trang trí như là dừa vải và đệm vào, đúng không ạ, gối vào. Nếu mà cho vào thì cái công trình sẽ rất là đẹp, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần kết hợp một số cái đồ vào là hoàn thiện cái công trình này. Ở trên đầu giường thì Cường đây là một cái tủ ạ, một cái tủ quần áo đối diện cái cửa vào, nên là cái khu vực này Cường đã bo lại và để được những cái đồ trang trí, đúng không ạ? Đây là tủ quần áo của bố mẹ này. Thì đối với quan điểm cũng như hôm nay Cường cũng chia sẻ cho quý vị và các bạn, thì đối với lại tủ quần áo ở trong chung cư thì Cường khuyên quý vị và các bạn là nên mở cánh trượt nhé. Chúng ta tránh mở cánh mở ra, vì là thứ nhất là nó tốn rất nhiều diện tích đó, và thứ hai là nó cũng không phù hợp cho cái phòng. Thì các bạn mà thiết kế bên Cường cũng nên chú ý và quan tâm đến những vấn đề, những chi tiết rất là nhỏ này, thì chúng ta sẽ có được một cái công trình rất tốt cho khách hàng, phải không ạ? Được. Tiếp theo là cái vực treo tranh, đây là Cường đã treo một những cái bông hoa trang trí bằng sắt rất đẹp, phải không ạ? Đẹp. Khi mà thi công thì bên Cường sẽ cực kỳ là cẩn thận nhé. Mình sẽ tính toán làm sao cho nó rất là chắc, nên là khi mà tường mà có rung thì là nó sẽ không rơi những cái này ra, đúng không ạ? Tiếp theo Cường mời quý vị và các bạn xem tiếp. Đây là khu vực mà là kệ trang trí cũng như là kệ để tivi. Đấy, và đây là cái bàn phấn và trang điểm. Hiện nay thì nhiều người mà thiết kế phòng ngủ mà họ tránh là cho gương ở trong phòng ngủ, thì Cường đã đưa ra cái giải pháp cho quý vị và các bạn. Đây, quý vị và các bạn này có thể cùng Cường xem, đó là Cường bố trí cái cánh cửa này để che đi cái gương. Đấy, đấy cũng là một cái thiết kế khá là hay, phải không ạ? Và đây, cái đoạn này thì có thể là Cường đã bố trí cái tay kéo để giúp đây mở ra thì sẽ như này đó, phải không ạ? Nhất là vừa tiết kiệm không gian cho quý vị và các bạn, thứ hai là làm cho cái khoảng không này rất là rộng và gọn gàng và đẹp, trông rất là hiện đại. Thì trong mỗi thiết kế thì Cường đều nghiên cứu làm sao cho nó phù hợp với lại cái nhu cầu cũng như cái yêu cầu của gia chủ nhất, cũng như là hệ số kinh tế của mỗi một gia chủ khi mà mong muốn, đúng không ạ? Đây ạ. Và bây giờ Cường xin mời quý vị và các bạn xem một lần nữa để chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái công trình này. Đây là cái tổng thể ạ. Đây là khu vực phòng kệ tivi này. Đó. Đây. Nói đến cái đoạn này thì lúc đầu thì Cường quên chưa giới thiệu với quý vị các bạn
Nhiều gia đình thì là rất thích kiểu mình là thiết kế cái bàn thờ đặt đấy bằng gỗ sồi đặt đấy. Thì nhiều khi mà đặt cái gỗ sồi ấy, bàn thờ mà đặt gỗ sồi đặt cái vách xin xi vào thì để tránh nhìn vào bàn thờ thì nó sẽ không phù hợp nhé quý vị các bạn, vì là cái không gian của nó sẽ rất là chật và nhìn trông như là mình quây nó vào ấy, thì nó không không được rộng rãi và thoáng đó. Thì chung cư thì chúng ta cường khuyên là cũng nên chỉ dùng bàn thờ treo thôi cho nó tiện, và bên trên bàn thờ treo này thì chúng ta nên chú ý một chút đó, là làm những cái tấm trang trí đặt lên bên trên trần thạch cao thì nó có thể chắn được cái bụi của hương đúng không ạ, và cái đen ám đen của hương. Về cái phần sàn của chung cư thì nhiều chủ đầu tư có hỏi Cường về cái vật liệu sàn đấy. Thì đây là cái sàn này, quý vị các bạn có thể thấy là đây là Cường đang làm sàn gỗ phải không ạ? Thế nhưng mà đây là Cường là sàn nhựa nha quý vị các bạn, sàn nhựa giả gỗ ấy. Thì Cường khuyên các bạn cũng nên dùng cái sàn nhựa này, bởi vì là thứ nhất ấy là cái dùng cái sàn nhựa này nó có rất là nhiều cái tính năng hay hơn so với lại cái sàn gỗ rất là nhiều. Thì nó cũng có những loại mà giá cả vật tư thì nó thứ nhất là nó cũng rẻ hơn. Thứ hai là cái sàn nhựa nó có thường nó có hai lớp nên là cái tính ấm này, tính chống cong vênh này, bền, độ bền nó sẽ rất là cao đúng không ạ? Đấy, độ bền của sàn nhựa rất cao mà thi công rất là nhanh. Đấy. Ví dụ căn 60 mét vuông này thì đối với Cường thì Cường thi công rất là nhiều sàn nhựa rồi. Thì 60 mét vuông này thì Cường chỉ thi công trong vòng một ngày thôi là đã hoàn thiện rồi. Đấy. Và vừa nhanh mà lại có thể chống được nước, ví dụ như con cái của bạn là còn nhỏ thì là khi mà cháu nghịch cháu đổ nước ra thì mình chống nước, một cái hai là chống xước mà chống bay màu rất là tốt đấy, đấy. Tùy vào từng cái loại chất liệu của sàn nhựa thì chúng ta sẽ có thể đưa ra được có những mức giá khác nhau đấy. Nhưng mà đa phần cái sàn nhựa thì cái tính năng nó như vậy đúng không ạ? Đấy. Thì vừa rồi thì Cường đã chia sẻ cho quý vị và các bạn về những cái căn nội thất chung cư lần này đúng không ạ? Thì các bạn nào mà cần mà tư vấn thiết kế nội thất chung cư thì quý vị các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với Cường để Cường tư vấn thiết kế cho quý vị các bạn, và Cường đến đo đạc và anh em sẽ đến đo đạc, và trong những cái khi mà thiết kế thì Cường có những phần quà hấp dẫn để tặng cho quý vị các bạn. Thứ nhất đó là Cường sẽ tặng cho quý vị và các bạn về cái nếu mà các bạn ký hợp đồng thi công đúng không ạ, thì Cường sẽ miễn phí hoàn toàn đấy phần thiết kế là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó chính là quý vị và các bạn sẽ được Cường tặng luôn một cái gói, đó là gói thiết kế cảnh quan đấy, cảnh quan ban công đúng không ạ? Mà gói thiết kế cảnh quan ban công này thì Cường sẽ là chuyên gia về cây xanh phong thủy sân vườn, đây là Cường sẽ tư vấn những cái cây xanh cũng như là tính toán làm sao cho quý vị và các bạn là có được những cái cây hợp với lại phong thủy và có được một không gian xanh thoải mái tươi mát nhất cho quý vị và các bạn đấy. Để trong mỗi ngày mà quý vị và các bạn đi làm việc về thì quý vị và các bạn là có được những cái khoảng không chúng ta trải nghiệm, chúng ta sẽ nghỉ ngơi phải không ạ? Một cái phần quà nữa là phần quà thứ ba mà Cường dành cho quý vị và các bạn trong cái công trình mà thiết kế nội thất là Cường sẽ tới và Cường sẽ thiết kế và bố trí toàn bộ đồ đạc theo cái phong thủy khoa học đấy. Thì cái phong thủy khoa học này thì là Cường cùng các chuyên gia sẽ cùng nhau làm việc và tính toán làm sao cho quý vị và các bạn là có được cái công trình tốt nhất phải không ạ? Ví dụ như cái công trình này thì Cường đã tính toán đặt bếp này đấy, đặt cây xanh làm sao cho đúng góc đúng chỗ này đấy, đấy, và tất cả các thứ ví dụ như là nhà đối diện cửa nhà khác thì Cường đã có đặt những cái kệ trang trí đây để Cường đặt một con gà đặt bên trong chứ mình không đặt bên ngoài đúng không ạ? Đó, tất cả mọi thứ đều có sự tính toán hết trong cái căn nội thất chung cư quý vị các bạn. Vậy nên bạn nào mà cần Cường mà cũng như là có nhu cầu mà tư vấn thiết kế thì hoặc là có cái vấn đề gì thắc mắc về trong lĩnh vực mà thiết kế xây dựng thì quý vị và các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với Cường qua số điện thoại 0946486379. Cường sẽ tới và tư vấn cho quý vị các bạn. Và bây giờ thì Cường xin kết thúc video tại đây ạ. Thì bạn nào mà chưa đăng ký kênh của Cường thì Cường xin mời quý vị các bạn hãy nhấn nút đăng ký ạ. Hãy nhấn vào chuông để mỗi khi mà Cường xuất đẳng video quý vị và các bạn sẽ là những người mà nhận được nhanh nhất ạ. Cường xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo ạ.